Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn con lens của bảy Artisan có tiêu cự là 35mm f1.4 dành cho Sony FE, là Sony full frame á. Thì cái hộp của nó được đóng gói như thế này, nó mình để úp mặt nên nó sẽ hơi bị chày một chút xíu. Con lens này mới của cho Sony full frame, lúc trước thì nó đã có là 35mm f2.0, bây giờ là 35 f1.4. Nếu mà Sony cho drop á, thì sẽ có 35 f1.2, mình cũng đã giới thiệu rồi. Mình sẽ để link ở bên dưới cho các bạn tham khảo nha. Rồi bây giờ căng lens thì mình đã mở hộp ra như thế này. Bên trong hộp thì cũng giống y như các lens khác của bảy Artisan thôi. Đây, nó sẽ bao gồm sách hướng dẫn sử dụng này nọ thôi. Mấy cái này thì mình sẽ bỏ qua vì mình làm quá nhiều clip về mấy con lens này rồi. Và lens này sẽ được tài trợ bởi Seven Artisan Việt Nam, mình sẽ để ở đây cho các bạn xem. Lưu ý là chữ Việt Nam có dấu nha. Đây, cho các bạn xem. Cái nắp đóng lens thì cũng giống như cái con 35 1.2 vậy. Và con lens này thì bui của nó sẽ hoàn toàn bằng kim loại hết nha. Này, chỉ trừ cái cắp sau là bằng nhựa thôi, chứ còn lại là kim loại hết. Và nó khá là nhẹ, cân nặng của nó chỉ vào khoảng 300g mà thôi. Và chiều dài của nó là 57mm đây. Và con lens này là khẩu độ lớn nhất là f1.4, trải dài đến f16. Khoảng cách lấy nét gần nhất là 0.4m, là 40cm đó. Và đây là một con lens MF nên quay tay, thích hợp cho các bạn quay phim hoặc chụp ảnh rất là đẹp. Này, vòng khẩu của nó đây. Phi của nó là phi 46 nhé. Đó, rất là mượt. Rồi nếu mà các bạn nào muốn mua hoặc muốn xem hình ảnh chụp từ lens này á, thì các bạn cứ vào bay của mình đây, hoặc là link bên dưới mình sẽ để cho các bạn xem hình ảnh chụp từ lens này. Và giá của con này á, thì và giá của con này thì cũng khá là rẻ, không có đắt đâu, so với một con lens full frame thì khá là rẻ. Và nếu các bạn nào mà muốn mua thì mình sẽ để link ở bên dưới đây, có miễn phí vận chuyển hàng và được tặng kèm quà luôn, rất là tiện lợi. Và lens này được nhập khẩu chính hãng bởi bảy Artisan Việt Nam, số điện thoại mình đây. Rồi, xin cảm ơn các bạn.